Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vẽ một nhân vật truyền tranh trong manga. Đó là trong truyền Hàn Quốc. Cô nàng tên Bắc Ha-jan, một cô gái sinh vào thân thể ma gà rồng. Đầu tiên là mình vẽ phác thảo trước nha. Xong bây giờ mình sẽ tô lại bằng bút mực đen. Giờ mình sẽ bắt đầu tô phần mặt của cô nàng nhé.
Vậy là mình đã vẽ xong rồi nhé mọi người. Đây mình toàn dùng màu Daily thôi. Màu này là gói 60.000 24 màu rẻ nữa. Mọi người có thấy video hay thì mọi người cho mình một like và đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người.